về về. Sao nữa? Chưa ăn uống gì chơi hoài. Trời ơi. Ăn hoài anh Beo ơi. Cái vòng hai của anh bữa nay nó cũng nảy nở lắm rồi. Nghe anh Beo bớt ăn lại giùm em. Mẹ nó đói nè. Ủa sao nãy giờ sao anh không có được hát gì hết trơn vậy? Hả? Anh muốn hát luôn phải không? Anh sẽ được hát. Dạ. Thì mời anh Hà về vị trí của mình nha. Yeah. Vòng thi thứ tư này của chúng ta có tên là Tam Sao Nhất Bản. Luật chơi đơn giản cực kỳ. Đó là ba thành viên nghệ sĩ của chúng ta sẽ lên trên đây đứng. Đội trưởng sẽ đứng phía dưới nhìn ngược lên màn hình. À, trên màn hình sẽ hiện ra một cái từ khóa nào đó và người đội trưởng sẽ diễn tả để cho thành viên đầu tiên nói đúng được cái từ khóa đó. Sau đó người đội trưởng lại tiếp tục nhìn lên màn hình coi từ khóa thứ hai, diễn tả tiếp cho người thứ hai đoán. Và cái điều quan trọng là người thứ hai phải lặp lại cả cái từ khóa của người thứ nhất cộng với cái từ khóa của mình là hai từ. Cái điều đó nó cũng sẽ tiếp diễn với người thứ ba. Người thứ ba sẽ phải lặp lại từ của người thứ nhất, từ của người thứ hai và từ của mình là ba từ. Sau đó cái tua sẽ đáo ngược trở lại. Người thứ nhất phải lặp lại đủ ba từ cộng thêm từ mới của mình nữa là bốn từ. Sao chị Giang? Không có hiểu chị về. Ngồi xuống. Không có hiểu gì hết trơn á. Đến nhà của em, tham gia đêm tiệc của em là phải chơi, không có được từ chối nha. Và mỗi một cái từ khóa mà chúng ta đoán đúng á và phải nối được với những từ khóa trước đó thì mình sẽ có tới 5 điểm lận. Điểm số rất cao. Và cái trò chơi này cho phép chúng ta được quyền nói. Người đội trưởng có quyền nói, nhưng mà không có được nói trùng với từ khóa thôi ha. Thời gian là 90 giây để chúng ta đoán những từ khóa. Bây giờ thì hiện nay đội của Hoàng Vân đang có điểm số cao hơn, cho nên với cái trò chơi này đội của Hoàng Vân sẽ thi trước. Mời anh chú Hà, mời bác Di và mời tới Bèo. Chơi hoài không ăn hả anh Bèo? Nó cho được cái gì ăn. Chơi xong em cho anh ăn ngập ngụa luôn. Chơi riết đi không nổi luôn. Nhắc nhẹ ba người ở trên đây. Chúng ta có thể nhắc người bạn kế bên mình để họ nhớ cái từ khóa vừa rồi, nhưng mà không được nhắc bằng lời mà chỉ nhắc bằng hành động thôi. À, giống diễn tả nữa hả? Dạ. Và để cho mọi người dễ đoán á, thì tất cả những cái từ khóa của chúng ta sẽ bắt đầu cùng một ký tự ha. Ví dụ như tất cả các từ đều bắt đầu bằng chữ L hoặc là bắt đầu bằng chữ N. Từ khóa của đội Hoàng Vân
sẽ được bắt đầu bằng chữ B. Dạ. 90 giây bắt đầu. Ngược lại với đàn ông. Ngược lại với đàn ông. Ba. Anh ba rồi tới anh mấy? Bốn. Phải lặp lại đúng hai từ. Rồi. Ba bốn. Đúng rồi, đúng rồi. Bán, bán. Cái gì bán? Bưng. Cái gì đi? Bưng bán. Gần đúng rồi. Bê bán. Không phải. Bò bán. Không phải. Gần đúng rồi, xíu nữa. Lết bán. Bê hả? À, buông. Đúng rồi. Buông. Đúng rồi. Đọc lại. Bà bốn buông. Đúng rồi. Cái đậu á. Cái gì mà giống bánh mì á, ngược lại. Bò. Cái gì mà bỏ vô trong cái gì để cột lại. Cái gì bèo. Bỏ trong bèo. Cái gì. Bèo. Đúng rồi. Đúng rồi, giống cái chữ bờ nè đó. Không, cái bánh mà. Cái bánh mà giống như bỏ vô cái gì mà để cột lại. Bánh bao. Đúng rồi. Bà bốn buôn bao. Đúng rồi nhanh đi chị, nhanh đi chị. Cái gì mà mình hay ăn giống như cái dây heo gì đó. Bì. Đúng rồi. Bà bốn buôn bao bì. Đúng rồi. Anh của chú gọi là gì? Bố. anh của chú đúng rồi. Nhanh lên. Gọi là cái gì? Ôi ơi, chưa bì mà. Anh của chú đúng rồi. Mệt quá. Có bụng. Đó là cái chữ bác. Bác, trời đất ơi. Bác lại đi. Đi liêu gì tôi. Lên dạ. Bình tĩnh. Ngồi đi rồi em nói cho anh nghe. Muốn xỉu rồi đây nè. Ở đây là Hoàng Vân ơi, em diễn tả cũng chậm quá. Mình phải tìm cách nào đó diễn tả thật là nhanh. Cái dù cái chữ bì đó, cơm tắm sườn cái gì. Đúng rồi, đúng vậy. Đúng không? Chứ bây giờ mình còn đứng mình điệu. Trời ơi, cái gì đó. Trời ơi, bao giờ thành viên của đội mình đoán ra, đúng không? Đội của Hoàng Vân trong cái trò chơi vừa rồi có được 5 từ khóa đoán đúng, 25 điểm. Không có điểm được. Nhưng đội chúng ta hoàn toàn có thể vượt lên trước. Xin mời đội cố của lên. Anh Thanh Lâm. Chị cố lên nha. Cố lên mà mày không học cái gì đâu. Đi. Đây đứng. Cái này đứng. Và những từ khóa của chúng ta sẽ bắt đầu bằng chữ N. 90 giây bắt đầu. Ở đây là miệng gì? Ở đây là miệng gì? Nam. Đúng. Nam. Nam nằm. Không chuyện nữa. Không có nói nữa. Diễn tả đi. Nó bắt đầu chữ N, không nói nữa là đồng nghĩa với từ gì? Đồng nghĩa với từ câm á. Bỏ qua đi. Nín. Đọc lại. Nam nằm nín. Nuốt. Nam nằm nín nuốt. Ly. Nước. Nói luôn. Nam nằm nín nước. Nam nằm nín nước. Hết chưa? Nam nằm nín nước. Đi về nơi xa. Trời ơi, chỗ. Bởi vì tôi nói xa. Tôi lo ngại chị Lê Giang về cái phần trí nhớ. Cái sự lo ngại đó của tôi nó hoàn toàn có cơ sở đó, không quý vị? Mà chị ấy cứ bị quên vụ nuốt như nước cái gì. Em nói á, nam nằm nín nước. Sai rồi. 4 từ đoán đúng, 20 điểm. Như vậy là chúng ta đã trải qua 4 trò chơi. Bây giờ thì mình sẽ có một cái điểm tổng. Sau khi 4 trò chơi này thì gia đình của Hoàng Vân được 48 điểm. Gia đình của anh Thanh Lâm 38 điểm.
Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải tạm chia tay với anh đội trưởng Thanh Lâm tại đây. Mời anh đến đây. Dạ, rất là vui khi anh đến tham gia đêm tiệc cùng với mọi người. Nhưng mà bây giờ mình phải tạm chia tay. Anh sẽ ra kia ngồi uống nước cùng với những cô gái xinh đẹp nha. Rồi ôm hung nè, đó, ôm nó cô. Gia đình mấy người chia tay, chia tay nè. Rảnh tạm bye bye anh. Dạ. Rồi, mời anh Lâm ra ngoài kia ngồi uống nước. Và đội chiến thắng là đội của Hoàng Bơ. Đứng lên chào bà con cái. Điều đó có nghĩa rằng đội trưởng sẽ được ở lại tiếp tục cùng với đêm tiệc và tham gia thêm một trò chơi nữa với chúng tôi. Trò chơi cuối cùng của đêm nay, đêm tiệc cùng sao.